Ngày 13 tháng 4, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Minh Thành, hay gọi là ông Cò, sinh năm 1977, ngụ quận 6, cùng 45 bị cáo khác về các tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc trong vụ trường gà quận 6. Trả lời hội đồng xét xử, bị cáo Nguyễn Minh Thành khai, năm 2015, có vay của Phàn A Xám sinh năm 1970 10 tỷ đồng nhưng không tiền trả. Sau đó, Thành đặt vấn đề với Xám tổ chức sòng bạc thu tiền sâu để có nguồn trả nợ. Tháng 3 năm 2020, Thành vay Xám thêm 800 triệu đồng, rồi thuê người dựng mái che tổ chức đá gà tại bãi đất trống trên đường Võ Văn Kiệt, quận 6. Tiếp đó, Thành vay của Trần Văn Nghĩa 500 triệu đồng để mở rộng tụ điểm đánh bạc. Sau khi sòng bạc hoạt động, bị cáo Nguyễn Minh Thành đã nhờ Nguyễn Tấn Lâm đang bỏ trốn giúp việc tổ chức đá gà. Theo bị cáo Thành, thì bị cáo biết Lâm có mối quan hệ với một số người ở các cơ quan chức năng nên đã thỏa thuận chi 20% trên số tiền thu sau và gửi cho Lâm thêm tiền cà phê. Trước lời khai trên, hội đồng xét xử cho rằng hồ sơ vụ án có thể hiện một khoản tiền gọi là tiền bảo kê giữ cho trường gà hoạt động chân tru, không bị vướng cơ quan chức năng, đúng không? Bị cáo Thành khai đây là tiền đưa cho Lâm gửi mấy anh, là tiền bảo kê. Lúc đầu đưa mấy chục triệu đồng, sau là 120 triệu đồng đưa theo tuần hoặc tháng. Tổng số tiền Thành đưa cho Lâm thông qua Nghĩa và em vợ Nghĩa để chi tiền bảo kê sòng bạc là khoảng 1,8 tỷ đồng. Bị cáo Phàn A Xám thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố. Bị cáo còn cho những người đánh bạc vay tiền nhưng không lấy lãi. Bị cáo Xám cho các con bạc vay nhằm giúp Thành duy trì hoạt động của sới bạc để Thành có tiền trả nợ cho bị cáo. Bị cáo Trần Văn Nghĩa khai được Lâm kêu giám sát thu tiền sâu và mang tiền về. Ngoài khoảng 20% tiền thu về cho Lâm, Thành còn trả thêm 10% cho Nghĩa để báo cáo với Lâm rằng trường gà của Thành không có khách. Cáo trạng thể hiện Thành khai chi tiền quà cho một số cán bộ công an công tác tại Cục Cảnh sát Hình sự C02 Bộ Công an, Phòng Cảnh sát Hình sự BC02 Công an thành phố Hồ Chí Minh, Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận 6, Công an các phường 1, 2, 3 thuộc quận 6 thành phố Hồ Chí Minh để được tạo điều kiện hoặc bỏ qua không kiểm tra. Tuy nhiên, đây chỉ là lời khai một phía của Thành. Cơ quan điều tra chưa thu thập thêm tài liệu chứng cứ nào khác và đang tiếp tục xác minh làm rõ. Nếu có cơ sở thì sẽ xử lý sau.